RAM 1GB và RAM 4GB khác nhau như thế nào? Ok, ngày hôm nay mình sẽ test thử RAM 1GB và RAM 4GB. Như các bạn đã thấy thì cấp bộ nhớ là chỗ này là RAM, chúng ta có thể tùy chỉnh. Hôm nay mình sẽ để RAM thấp 1GB, mình sẽ test được 3 cái nha mọi người. Đó là RAM 1GB, RAM 4GB và RAM 8GB. Xài hết bộ nhớ luôn. Nhưng mà không có, mình đâu có hết bộ nhớ đâu, mình tại xài 7GB. 7GB cũng không được, 4GB là quá mức rồi. Nó chỉ cần đến 4GB thôi mọi người. Vậy tức là mình sẽ test RAM 1GB và RAM 4GB. Bây giờ mình sẽ test thử ra có RAM 500MB không? Không có RAM 500, chỉ có RAM 600. Vậy mình sẽ test từ RAM 1GB đến RAM 4GB. Chúng ta sẽ khởi động lại để test Free Fire. RAM 1GB có thể chạy được Wi-Fi hay không ta? Rồi mình sẽ bắn luôn nha, chứ không phải là chỉ có test thôi. Vào được game để bắn luôn. Và RAM 1GB có vào được Wi-Fi hay không đây? Mình sẽ vào cài đặt cho mọi người xem. Hiện tại là RAM rất thấp và mình đã chọn 4 lõi. Vẫn vào game được và FPS thì tuy là RAM 1GB. Như các bạn đã biết thì mình có một cái clip test lõi, 1 lõi và 4 lõi. Thì clip đó một lõi nó chỉ có 40fps và bốn lõi thì là 90fps. Bây giờ RAM còn 1GB RAM thì có ảnh hưởng đến Free Fire nhiều hay không? RAM 1GB FPS cũng được 100 thôi các bạn à, 140 luôn mấy game. Đùa thôi, cái này là ở ngoài phòng sẵn chờ nó vậy. Trong thời gian đợi tìm trận thì tôi sẽ đi đâu đó. Later. Ok, thì RAM 1GB đây các bạn. RAM 1GB mình để đồ họa vẫn là đồ họa cao nha. À khoan đã, để mình chỉnh lại cái Unicay mức cầm đói. Cái này không ngán nè nha. Đây là RAM 1GB các bạn. Vậy thì RAM cũng không quan trọng lắm đâu. Gì ghê hả? Bot PC hả? Lắc giật 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 giật. Khá giật. Để mình lượng cái điều. Giật 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 giật. Mọi người thấy hiện tượng giật lá. Quá là giật 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 giật. Khá là giật 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 giật. Nói chung là giật 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 giật. Vì RAM 1GB nên nó sẽ bị xảy ra hiện tượng rật, lag cũng như bị động lag nữa. Động lag là nó không có giật mà nó hơi động động. Cái này là định nghĩa của mình thôi. Khá là ok, nói chung là vẫn có thể chơi được. Mọi người nên tối ưu lại cái phần RAM để đỡ lắc hơn cho máy tính của các bạn. Mình không biết 1GB RAM hay sao mà đúng là sử dụng 1GB RAM hay sao á. Nó đỡ sử dụng lại ít RAM của mình hơn, nó chỉ còn 50% RAM. Chứ bình thường mình xài 3, 2, 3GB RAM gì đó là nó chạy hết cái đó, nó buồn hơn. Later. Giờ tôi sẽ lên RAM là RAM 4GB nha. Mọi người có thể nhìn thấy RAM của tôi đã sử dụng 54%. Khởi động lại. Ok, bây giờ là RAM đã được khởi động lại. Là RAM 4GB. Và những setting thì nó vẫn y chang cũ thôi, không có gì thay đổi đâu. Và sau khi vào game thì RAM của tôi bây giờ là 61%. Cái này là chưa vào trong trận đấu nữa. Để tôi xem vào trong trận đấu nó sẽ lên bao nhiêu. Khi mà RAM của chúng ta lên tới tận 4GB thì nó có đỡ lắc hơn hay không. Tôi biết là so sánh như vậy thì nó cũng không có hơn dưới nhau bao nhiêu. RAM tôi bây giờ sử dụng gần 70% rồi. FPS tôi vẫn bị drop. Để xem coi có hiện tượng giật không. Cảm giác nó khá là vẫn giật. Ông nội cho tôi bắn với, tôi làm clip với ông nội ơi. FPS vẫn tụt xuống 40 mấy. Cái này là do máy các bạn. Dạo này máy tính của mình bị lắc lắm rồi. Khi ra về phần RAM này test, thật ra nó cũng không có hơn thua nhau cái gì lắm. Tính ra là phần RAM này nó không quan trọng là mấy đâu ha. Tôi nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà 4GB thì nó đỡ lắc hơn 1GB một chút xíu. Một chút xíu thôi chứ không có nhiều. Một chút xíu thôi. Thành ra clip này nó nhanh quá. Cái tôi đánh là bình thường là 100 mấy, giờ còn 80 rồi. Tính cho FPS còn có dưới 60 luôn á. Ừ, FPS còn dưới 60 luôn rồi. Từ ngày tôi test cái lõi chơi xong, bây giờ FPS của tôi nó khá là cùi luôn rồi. Lúc đầu tôi để lõi như bình thường, RAM như kia thì tôi chơi vẫn là được 100fps. Bây giờ còn có 70 mấy fps. Lý do tôi không biết luôn. Yeah.
RAM 4GB nó cũng như RAM mấy GB thôi. Và RAM mình hay để là 1GB 8 hay GB 5 vậy đó. Lõi để 3 lõi thôi. Máy mình có 6 lõi à, để 3 lõi. Mọi người để mấy lõi không biết, nhưng mà mình để một lõi là FPS nó chết cùi nè. Để 2 lõi rồi không được, để 3 lõi. Hồi trước mình để tận 5 lõi, giờ mình để 3 lõi thôi cho nó đỡ lắc. Gọi là đỡ lắc cái máy tính thôi. Lần này chúng ta sẽ đến với RAM 1GB rưỡi và 3 lõi. Đây là cái test cuối cùng của cái clip này. Đây, bây giờ mình sẽ đến với cái ạt đã bị khóa 3 ngày do sử dụng bypass tào lao. Later. Omega 35 này, wifi, alo nhầm, pin đồ lắc phải bèo không còn được mượt nữa. Giật dữ vậy. Mùa này chơi game giật quá bánh. Chạy hay đấy, chạy hay đấy. Chạy hay đấy. Bắn tôi. Hai con boss này. Quấy rồi ơi. Yên ơi em ơi, yên ơi. Mùa này còn không trời ơi giật. Để tính hồi sinh. Tính hồi sinh. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-bum. Yeah. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-bum. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe. Hết clip.